Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ tổ chức trao tặng xe lăn cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật trong huyện. Hội đã trao tặng 15 chiếc xe lăn cho các đối tượng với tổng trị giá là 37,5 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các đối tượng thuận tiện trong sinh hoạt, là nguồn động viên giúp các đối tượng hòa nhập với cộng đồng. Mới đây, Hội chữ thập đỏ thị xã Mỹ Hào phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019. Có hơn 600 cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả có 431 đơn vị máu được tiếp nhận qua buổi hiến máu. Đây là hoạt động được thị xã Mỹ Hào tổ chức thường niên, thông qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những nỗi đau với người bệnh. Trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ thị xã Mỹ Hào sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Những năm qua, các cấp Hội chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đây là buổi khám bệnh nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với đoàn y bác sĩ của huyện Yên Mỹ tổ chức khám bệnh cho 265 người nghèo ở huyện Yên Mỹ. Tại đây, các đối tượng đến khám còn được cấp thuốc miễn phí do Hội chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ. Hôm nay được sự quan tâm của chữ thập đỏ mà về đây để cấp thuốc và khám bệnh cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của chữ thập đỏ. Cùng với đó là chương trình tư vấn sức khỏe tặng quà miễn phí, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu do Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cho 215 học sinh của trường Trung học cơ sở Phan Trường Nam, huyện Vũ Cừ. Em được các cô các chú trong Hội chữ thập đỏ tỉnh về chia sẻ cho chúng em rất nhiều kiến thức như là phòng tránh tai nạn đuối nước và còn khám bệnh cho chúng em. Em thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực giúp chúng em có nhiều kiến thức cho cuộc sống ạ. Các cấp Hội chữ thập đỏ đã có nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, huy động mọi nguồn lực, phối hợp với nhiều tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội tổ chức được 4 đợt khám bệnh cho trên 3.000 lượt người với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Trong công tác phòng chống tai nạn thương tích nhằm giảm thiểu tối đa nạn nhân bị tử vong ở cộng đồng, hội tổ chức 2 lớp tập huấn, duy trì phát triển 8 điểm chốt sơ cấp cứu. Ngoài ra, các cấp hội còn tập trung trong công tác hiến máu, đã tổ chức 11 đợt hiến máu, thu hút gần 7.000 người đăng ký tiếp nhận được 3.887 đơn vị máu. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với đoàn y bác sĩ tăng cường tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con và thành lập thêm những cái điểm chốt sơ cấp cứu hợp với các cái đơn vị về tiếp nhận máu, tặng những cái gói xét nghiệm miễn phí. Những việc làm ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã giúp đỡ những người nghèo, người khuyết tật vơi đi những khó khăn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Chồng mất vì tai nạn giao thông, chị Đinh Thị Thơm ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu một mình vượt qua nỗi đau, chăm sóc ba con nhỏ bệnh tật. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chị rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Năm 20 tuổi, chị Thơm kết hôn, chồng hơn chị 4 tuổi, gia đình cũng không mấy khá giả. Hai vợ chồng sống trong căn nhà rộng khoảng 10m2, lợp mái ngói. Bên trong đồ đạc không có gì, cuộc sống khó khăn vất vả là thế. Nhưng điều đau lòng hơn cả là ba người con của chị Thơm sinh ra đều ốm đau bệnh tật. Cháu lớn năm nay 5 tuổi, khi mới chào đời, nửa khuôn mặt đã có vết chàm đỏ. Hai bé song sinh 2 tuổi, một cháu được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lý võng mạc của trẻ đẻ non, không thể nhìn rõ, bé còn lại thì bại não. Tai ương chưa dừng lại ở đó, khi cưới nhau được 5 năm, thì người chồng qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho chị ba người con bệnh tật. Lúc này gia đình chị Thơm đang vô cùng khó khăn. Gia đình chị rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, điện thoại 0363 089 089 hoặc chị Đinh Thị Thơm, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 0976 972 898. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.